Bản tin chuyển nhượng của bóng đá Sky ngày 9 tháng 8, Arsenal tiếp cận Pirlo để nhịn. Nhà báo Enrico Camelio đã tiết lộ trên Calcio Mercato rằng Arsenal đang có động thái muốn chiêu mộ Sandro Tonali từ AC Milan vào mùa hè này và đã bước vào giai đoạn đàm phán với nhà đương kim vô địch Serie A. Ông cho biết AC Milan và Arsenal đã gặp nhau và nói về Tonali. Rossoneri đã tuyên bố rằng tiền vệ này không phải để bán, nhưng nếu một lời đề nghị trị giá 55 triệu euro, khoảng 46,4 triệu bảng, được gửi đến, Milan có thể bán cậu ta và tiến hành tìm kiếm hai bản hợp đồng mới. Từ những gì đã thể hiện, cầu thủ 22 tuổi từng được mô tả là người kế thừa Andrea Pirlo. Tonali đã có 36 lần ra sân cho đội bóng Italia mùa trước và mang về 5 bàn thắng cùng 3 kiến tạo. Anh là một phần không thể thiếu trong chức vô địch Serie A sau hơn một thập kỷ của Milan. Man United gây sốc với Aubameyang. Trong bối cảnh Anthony Martial chưa thể bình phục chấn thương, huấn luyện viên Erik ten Hag đã sử dụng một đội hình với số 9 ảo để chạm trán Brighton. Và phải chờ đến hiệp 2, chiến lược gia người Hà Lan mới tung Cristiano Ronaldo, ngôi sao chỉ góp mặt 45 phút ở giai đoạn tiền mùa giải, vào sân. Man United hiện đang có khá ít sự lựa chọn nơi vị trí trung phong. Chính vì thế, theo nguồn tin từ The Independent, họ muốn cân nhắc việc chiêu mộ tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ không phải đội bóng duy nhất quan tâm đến cựu sao Arsenal. Thời gian gần đây, Chelsea cũng đã đánh tiếng muốn đưa Aubameyang trở lại ngoại hạng Anh trong bối cảnh họ chuẩn bị bán đất Timor Wenders sang RB Leipzig. De Jong nhận cuộc gọi đặc biệt. Frenkie de Jong là mục tiêu hàng đầu của Man United ở kỳ chuyển nhượng hè này. Man United thậm chí đã đạt thỏa thuận với Barcelona về mức phí chuyển nhượng. Thế nhưng, thương vụ này đã bị đóng băng suốt thời gian qua do De Jong không đồng ý rời đi. Barca vẫn đang nợ tiền vệ người Hà Lan 21 triệu euro tiền lương. Trong bối cảnh đó, Chelsea bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của De Jong. So với Man United, Chelsea có nhiều lợi thế chiêu mộ De Jong khi có tấm vé tham dự Champions League mùa này. Khoác áo Chelsea, cầu thủ này cũng có nhiều cơ hội đoạt danh hiệu hơn là gia nhập MU. Ở diễn biến mới nhất, theo tiết lộ của ký giả Tony Gianmarti, đích thân chủ tịch Todd Boehly đã gọi điện cho De Jong để thuyết phục cầu thủ này về với Chelsea. The Blues muốn tiếp tục củng cố đội hình của mình sau khi hoàn tất các thương vụ Kalidou Koulibaly, Raheem Sterling và Marc Cucurella. Dù vậy, câu trả lời của De Jong vẫn là từ chối. Phản ứng của De Jong khiến mọi người bất ngờ bởi đãi ngộ tại Chelsea không hề thua kém Barca. Chân sút 25 tuổi bày tỏ sự vui mừng vì được Chelsea quan tâm nhưng muốn hoàn tất hợp đồng với đội bóng xứ Catalan. Tottenham chiêu mộ tân binh thứ 7. Theo báo cáo từ Fabrizio Romano, Destiny Udogie đã chấp nhận các điều khoản cá nhân trị giá hơn 20 triệu euro với Tottenham Hotspur. Cầu thủ người Italia dự kiến sẽ cập bến London vào mùa hè năm sau bởi Spurs đang không có kế hoạch với Udogie thời điểm hiện tại và gửi gắm cầu thủ này ở lại thi đấu cho Udinese trong vòng 1 năm. Tờ Evening Standard cho biết, giám đốc điều hành bóng đá của Tottenham, Fabio Paratici là người có kiến thức tốt về thị trường bóng đá Ý và Udogie được đánh giá là một cầu thủ trẻ có tiềm năng lớn. Hiện tại, hành lang cánh trái của gà trống London đang khá chật chội với sự góp mặt của Ivan Perisic, Ryan Sessegnon và Sergio Reguilon. Việc để cầu thủ sinh năm 2002 tiếp tục thi đấu ở Serie A là điều dễ hiểu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.